Kính chào quý vị và các bạn. Mưa dông ở miền Bắc đã qua cao điểm và giảm dần. Dự báo trong tối và đêm nay chỉ còn ở bên phía Tây Bắc Bộ cũng như là Quảng Ninh và Hải Phòng là còn mưa dông. Cục bộ có những nơi mưa vừa. Trong mưa dông vẫn có thể xuất hiện sấm sét và gió rất mạnh. Sang ngày mai, ngoại trừ một số nơi ở ven biển vẫn còn mưa, còn lại các nơi khác của miền Bắc thì thời tiết chủ đạo sẽ là nắng ráo, nhiệt độ sẽ tăng lên phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Đặc biệt thành phố Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang hay Lào Cai còn chạm ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Với miền Trung thì ngày mai cũng sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi hay Tuy Hòa 35-36 độ. Về chiều tối thì trời có mưa dông nhiệt cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ có mưa trên diện rộng trong chiều mai, khả năng là vẫn có những điểm mà lượng mưa có thể là trên 50mm. Mưa dông tiềm ẩn các mối nguy hiểm từ gió giật mạnh và sấm sét. Cách tốt nhất để quý vị tránh sét đó chính là trú ẩn ở trong nhà kiên cố khi phát hiện cơn dông kéo tới. Chuyển sang thời tiết biển, ở phía bắc của Vịnh Bắc Bộ vẫn đang tồn tại một vùng áp thấp. Dự báo trong 24 giờ tới thì vùng áp thấp này tiếp tục ít di chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có mưa dông mạnh và trong mưa dông có khả năng xảy ra cả lốc xoáy, gió giật cấp 6, cấp 7 có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền ở trên vịnh. Với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau thì có mưa dông, lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng như là ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì dự báo là có mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió cấp 6, cấp 7. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.